Theo các bác thì cái vườn này liệu còn có thể phục hồi nữa không? Và tỷ lệ phục hồi của nó được bao nhiêu phần trăm hả các bác? Đó, vườn thì hiện tại trổ trà hết rồi này. Còn lác đác vài cái lá. Vườn này thì hiện tại là tất cả các kỹ thuật tại cái vùng sông Hinh này đều bó tay hết rồi. Đó. Và chỉ những cái vườn mà xương sẩu gọi là vô phương cứu chữa này thì mới nhờ đến Thuận Thiên thôi các bác. Và bọn em sẽ phục hồi cái vườn này nha các bác. Video này thì quay hồi tháng 3 năm 2023 nha các bác. Các bác nhớ nha. Đây, đó, đồi này, ngôi nhà này và cái hồ nước này. Nhớ nha, nhớ từng vị trí một. Và để sau mình kiểm chứng lại nha. Rồi, bây giờ quay lại cái vườn này sau 6 tháng phục hồi. Đó, các bác có nhớ những cái vị trí mà em đánh dấu trong video trước không? Rồi, bây giờ em cho các bác xem các cái vị trí đâu nha. Đây này, ngôi nhà này, quả đồi đằng sau ngôi nhà này. Và cái hồ nước đây, đó, có đúng cái vườn đó không các bác? Cái phong cảnh xung quanh nó vẫn thế, nhưng mà cái cây bây giờ nó đã khác rồi các bác ạ. Phục hồi thần kỳ không các bác? Đó, may mà em có cái video quay vườn cách đây tầm hơn 6 tháng nhé. Không thì các bác lại bảo là chém gió. Đó, cái vườn hiện tại nó xanh tốt như này thì không ai có thể tưởng tượng được rằng ngày trước nó lại trổ trà và nó sắp ra đi, sắp chỉ có cưa cây như thế. Đó, lá rất là xanh tốt đây và không có dấu hiệu của sâu rầy luôn nha các bác. Đó là cái sự tuyệt vời của quy trình hữu cơ Thuận Thiên. Chính chủ vườn còn không ngờ được rằng cái vườn này nó có thể phục hồi một cách kỳ diệu như thế mà các bác. Và bây giờ thì em chia sẻ là tại sao và bằng cách nào mà em có thể phục hồi được cái vườn nó đẹp như vậy. Đầu tiên thì phải nhờ đến cái chất cải tạo đất xoay và cái phân hữu cơ nở. Chính nó giúp cải tạo phục hồi hoàn nguyên đất, giúp cân bằng cái môi trường ở trong đất, tái tạo lại cái hệ vi sinh vật và sinh vật ở trong đất. Và khi đất nó khỏe rồi, đất đã được hoàn nguyên rồi thì đứa con của đất chính là cái cây nó cũng sẽ phục hồi. Đó, và tiếp theo là nói đến cái NPK hữu cơ, nó rất là tuyệt vời. NPK hữu cơ của Thuận Thiên nó chỉ là NPK 15 năm năm thôi. Nhưng mà vì sao nó có thể tuyệt vời như vậy? Thì cái này em xin giải thích với các bác, đó là do cái NPK hữu cơ này khi bón vào trong đất ấy, nó được cây hấp thụ rất là triệt để. 1 lít NPK hữu cơ của Thuận Thiên có thể thay được cho một bao NPK hóa học thông thường ở ngoài thị trường. Bởi vì NPK hóa học thông thường các bác bón xuống ấy thì nó phải đến 60 đến 70% nó bị rửa trôi. Đó, khi bón xuống tưới nước hoặc là nước mưa nó bị rửa trôi đi, nhất là với trường hợp đất dốc. Thứ hai là nó bị bay hơi dưới tác động của ánh sáng và nhiệt độ môi trường thì nó bị bay hơi đi. Và lượng còn lại ấy, thì cây nó cũng sẽ khó hấp thu, tại vì là khi các bác bón NPK một cái thời gian rất là dài rồi, đất nó bị thoái hóa, đất nó bị chai. Do đất nó bị thoái hóa nên là keo đất nó không còn hoạt động nữa, nên cây nó rất khó hấp thụ cái ion NPK hóa học theo cái cách thông thường. Còn cái NPK hữu cơ thì nó được chiết xuất từ thực vật mà các bác, nên nó là cái dinh dưỡng rất dễ tiêu với cây trồng và nó gần như được hấp thụ triệt để. Ngoài ra ấy, thì khi sản xuất cái NPK hữu cơ này thì Thuận Thiên còn bổ sung vào đó các cái chất làm tăng cái quá trình trao đổi chất ở trong cây, làm tăng cái quá trình quang hợp, nên là giúp cái cây nó sản xuất dinh dưỡng rất là nhanh và cái lá của nó rất là bóng mượt. Đó, mỗi cái lá nó là một cái nhà máy chế biến dinh dưỡng, nên là khi cái lá nó quang hợp tốt thì bắt đầu cái cây nó phục hồi rất là nhanh. Khi đất đã được phục hồi, đất đã được hoàn nguyên, cây có nội sinh và cây có đề kháng thì cái quá trình mà mình quản lý sâu rầy nó cũng nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Đó là lý do vì sao mà đây, các bác nhìn có thể nhìn thấy là rất là ít cái dấu hiệu của sâu rầy trên các cây này, mà Thuận Thiên chỉ dùng những cái chế phẩm hữu cơ sinh học để mà quản lý sâu rầy thôi, mà nó vẫn rất là hiệu quả so với các bác hiện tại các bác phải dùng hoạt chất này hoạt chất kia rồi trộn dăm ba hoạt chất một lúc. Nhưng đâu đó cái việc quản lý sâu rầy nó vẫn rất là cực, tại vì đất của các bác bị thoái hóa, pH nó chua và cái cây nó đề kháng nó yếu, nên nó là cái món ăn rất là khoái khẩu cho sâu rầy. Đó, thì cái video này em xin được dừng lại ở đây. Các bác nào mà đang muốn làm theo quy trình hữu cơ thì các bác cứ tìm hiểu đi và mạnh dạn nhắn tin comment xuống thì em sẽ có cái đại lý để hỗ trợ cho các bác.